Chào bạn, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cái module thứ 5. Đó chính là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái bí quyết để chúng ta xây dựng được một bộ từ khóa cho từng cái ngành hàng, từng cái sản phẩm của mình. Ok, bây giờ chúng ta vào nha. Thì ở đây bây giờ mình sẽ nói sơ về cái gọi là từ khóa là gì. Thì từ khóa nó giống như là ví dụ như chúng ta gọi là cái áo thun, áo sơ mi, cái nồi cơm điện. Thì đó là những từ khóa mà ở trên môi trường online, khi mà khách hàng người ta phát sinh nhu cầu thì người ta sẽ lên trên môi trường online và người ta sẽ search những cái từ khóa này để người ta tìm kiếm cái sản phẩm phù hợp với người khách hàng đó, và người ta sẽ đặt hàng và người ta mua hàng. Thì đó, nói chung cái từ khóa là cái kiểu như vậy. Rồi ở đây á, là những cái sản phẩm mới á, cái việc đặt tên của nó là cực kỳ quan trọng. Ví dụ như là về cái bình nước này, lúc trước cách đây cũng vài tháng trước thì cái bình nước này rất là hot. Thì ở đây á, nó có hai tiêu đề. Một á, là bình nước Starbucks. Và cái tiêu đề thứ hai là bình nước Starbucks nhựa cầm tay dung tích 500ml, nam nữ đều thích hợp, có nhiều màu sắc. Thì ở đây á, cái tiêu đề thứ hai á, mình cảm thấy là nó hay hơn và nó đầy đủ thông tin cho khách hàng hơn. Nên là nếu mà mình đặt á, thì mình nên đặt tiêu đề thứ hai. Và một cái ví dụ tiếp theo là về cái tiêu đề tả. Thì bạn có thể đọc sơ qua. Thì có một tin vui là hiện tại là Lazada hàng tháng sẽ công bố cái bảng xếp hạng từ khóa này để giúp cái nhà bán hàng người ta định hình được là từ khóa nào chúng ta nên đặt ưu tiên, và với những bộ từ khóa này thì chúng ta sẽ xây dựng những sản phẩm như thế nào. Thì mỗi tháng mình sẽ update một cái bộ từ khóa lên trên group của chúng ta. Bạn hãy nhớ theo dõi những cái thông tin, những diễn biến mà mình up trên group nha. Thì đây là một cái thông tin về những cái từ khóa, ví dụ như là loa Bluetooth, rồi tai nghe Bluetooth, hay là điện thoại, hay là camera Wi-Fi. Đây là những cái từ khóa chung chung thôi. Chúng ta phải có cách nào đó để biến những bộ từ khóa chung chung này thành những từ khóa của chúng ta, và nó phù hợp với những sản phẩm, cái ngành hàng mà chúng ta đang bán trên Lazada. Và ở đây có một cái lưu ý là những cái từ khóa trong cái file này có lượt tìm kiếm trên trang sản phẩm ít nhất là 1.000 lượt trên một ngày. Rồi ở đây có những cái mẹo kinh doanh, ví dụ như là khi chúng ta chọn lọc từ khóa thì chúng ta nên chọn những từ khóa mà nó phù hợp với gian hàng. Cái này, điều này tất nhiên rồi, chúng ta bán thời trang thì chúng ta không thể nào mà chọn những từ khóa liên quan tới công nghệ, liên quan tới tai nghe, thì cái điều này không đúng. Rồi ví dụ như là những cái từ khóa khác, như là ví dụ chúng ta bán áo thun thì chúng ta không nên áo sơ mi chẳng hạn vậy. Rồi các từ khóa này kết hợp phải đồng nhất, nó kiểu như là không được có giảm cái tính chính xác của sản phẩm. Ví dụ như là nó có ví dụ này, như cổ điển thì không nên đi chung với hiện đại. Ví dụ như chúng ta bán cái áo cổ điển thì nó là cổ điển, chứ chúng ta không nên ghi hoặc là không nên nói cái gì liên quan tới hiện đại, tại vì nó sẽ tạo ra cái sự mâu thuẫn cho khách hàng, và lúc này thì khách hàng người ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn, người ta sẽ khó ra quyết định để mua hàng. Nên là cái việc này nó sẽ giảm doanh thu của chúng ta rất là nhiều. Ở đây Lazada nó có đề cập tới một cái việc, đó chính là xây dựng sản phẩm hot, sản phẩm xu hướng. Thì cái việc này có nghĩa là sao? Tức là mỗi tháng ấy, thì Lazada nó sẽ update lại cái bảng này. Cái bảng này là mình có up trong, cũng có up trong cái link luôn, trong cái link của trên KT City luôn. Bạn tải về là có luôn cái bộ từ khóa này luôn. Ví dụ như từ khóa xếp hạng đầu tiên là giày nữ nè, rồi thứ hai là quần jean nam nè, rồi nói chung là rất là nhiều, cả nghìn từ khóa khác nhau. Là đó, thì khi mà Lazada update cái bộ từ khóa mà nhiều như vậy thì chúng ta phải đi theo trend của Lazada. Tức là ví dụ như là cái từ giày nữ này trong tháng đó nó đang xếp hàng đầu tiên, thì chúng ta phải dự đoán được xu hướng là trong tháng tiếp theo nữa thì cái từ giày nữ này nó sẽ đi hướng nào, hướng lên hoặc hướng xuống, tăng trưởng mạnh hay như thế nào đó. Và chúng ta có thể dựa vào cái tính, gọi là cái tính cảm quan của chúng ta. Ví dụ như là mùa đông thì chúng ta bán áo thu đông mà chắc chắn rồi. Rồi mùa hè thì chúng ta bán những cái áo nào mà nó mặc thoáng mát, phải cô tông kiểu vậy, chứ mùa hè mà bán áo thu đông là bị fail ngay. Thì đó, chúng ta sẽ thứ nhất là dựa vào công cụ của Lazada, dựa vào công cụ của Google, rồi dựa vào những công cụ bên thứ ba, ví dụ keyword tool hay là Ahrefs hay là văn văn, những cái công cụ thứ ba. Và cái thứ ba nữa là dựa vào cái tính cảm quan, cái tính trực quan của mình so với cái ngành hàng, so với cái môi trường của chúng ta. Ví dụ như nãy mình nói đó, mùa hè thì không thể nào bán chạy hàng được áo thu đông hoặc áo gió, áo lạnh được. Đó.
Đây nè, mỗi tháng Lazada sẽ cập nhật file từ khóa và nhà bán hàng có thể theo dõi sự thay đổi của những từ khóa này để hiểu được cái xu hướng mà đang nổi của khách hàng. Thì đó giống như cái ý mình vừa nói lúc nãy. Và bạn nhớ nha, cái file này mình có up trên KTCity, thì bạn có thể lên cái link ở trong KTCity, bạn tải về sẽ có trọn bộ những từ khóa này và những cái bộ từ khóa của những tháng tiếp theo. Thì mình có thể là mình sẽ up trong group hoặc là mình sẽ thông báo qua một kênh chat hoặc là như thế nào đó. Nói chung mình sẽ cố gắng cập nhật theo tháng để cho bạn nắm bắt tình hình. Rồi ok, thì vậy thì cái video về từ khóa đến đây là kết thúc. Hẹn gặp bạn ở video tiếp theo nha.